accompanying her. But you want to stay there? You know, to sit there? You know, so we can talk about getting there. Yes, okay. So you guys won't walk up. We won't walk up. Okay, good. Okay, you go first. No, no, flower girl. Flower girl, too. Okay, go. Flower girl, you too, right? Yeah. Okay. At flower girl, right? No. No? Oh, sit there. After. Con lên tới đây chúng ta có thể con mình có vẻ sống rất là nhiều. Vì con biết tất chưa là tới đây có người mới đây. Đứng đây, đây con người được. Người cô này đứng đây. Ok. Rồi, bây giờ đứa bé cầm hoa. Ok, ok, đem okay. Ok, đứa bé cầm hoa đây. Ok, thì lúc đó thì các đoàn nó sẽ hát nha con. Con mới bắt đầu đi nha. Chứ không có đi theo ai đấy. Các đoàn nó hát là mới bắt đầu đi. Ok. Ba má kèm hai bên. Coi chút này ra được con. Có mấy chút ra. Ok. Ok, this way. Yeah. This way. Go this way. Ok. Yes. Ok. Bố nói gì đó. Bố nói gì đó thì sao mà. Ok. Đi tập trong. Ok. Ok lên. Ok. Welcome. Cảm ơn em. Thì bây giờ đi xuống đi. Yeah. Yeah, you first. All the way down. You first. Okay. Rồi. Bây giờ không? Vô chỗ rồi phải không? Đứng hết đi con. Đứng hết đó. Stand up. Okay. Mời hai bà mẹ lên đứng nén. Anh giả một bà mẹ, anh làm bà mẹ luôn nhớ rồi. Ok, lên. Ok, hay, hay. Rồi, ok. Ok, lên. Ok, các bạn vào đây. Ok, đâu đi. Đâu xuống. Ok, thổi đi. Nó thổi phía này nè, anh đừng có ra ra anh trọng mò, anh thổi nó đụng xa. Ok, ok, cảm ơn. Mời đi xuống đi. Xuống, xuống, xuống dưới đó. Ok, 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 xuống rồi. Ok. Rồi, để thường lệ, ha. Giờ có ông tập bài đọc không? Biết rồi hay là con đi nữa không? Con đi được, tập được, rồi. Được rồi phải không? Dạ, ok. Rồi. Rồi đọc xong. Nhận lễ xong. Bây giờ làm chứng hôn, làm hôn có cần tập phần làm mấy không? Không tập không? Con quẹt cho con nhận. Ok. Ok, mời đến tôi. Ok. Đây, ok. Bây giờ. Tên cái phần nào? Muốn cái phần nào? Bây giờ phần trao hoa có cần tập không? Chúc bình an trước. Rồi, chúc bình an trước. Xuống đây. Chúc bình an. Chúc bình an. Đi, đi thế nào trước? Chúc bình an. Lo, chúc bình an trong phần hoa đâu. Okay. What you say? You didn't say anything. You didn't say anything to your coach. Mà sao vậy thôi, cho không có hát không có dễ mà. Có. Nó sẽ không. Nên cố gắng đó. Ok. Ok. Rồi xong. Thì bây giờ đại diện hai họ có giờ là xong. Rồi xong. Đại diện hai là có giờ là xong phải không? Ok. Rồi. Xong rồi chị. Okay. Rồi, xong rồi, xong rồi thì bây giờ cha sẽ chúc mình ăn. Đang xong rồi, bây giờ mời cô vô chú rể lên cho mình cho chúc mẹ. Thì chúc đó lên đưa cái này. Đưa cái đưa cái bông hoa. Đi có bông hoa không? Yeah, có, give to her. Okay, rồi. And then, they walk, you walk back. Xuống kia. Okay.
Mới vừa rồi đó. Mới vừa đưa hoa rồi đó. Thì khúc đó nhớ rồi, đưa đưa cho được hả? Khúc đó nhớ hả? Không sao đi theo nhau rồi. Ok, ok. Có theo nhau ok. Ok, em sao đó. Đó. Xong chụp hình. Lúc này là chụp hình thôi. Ok. Ok. Sắp ra. Sắp ra. Okay. 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 Okay